Phục hồi chức năng là một trong bốn lĩnh vực trong chăm sóc sức khỏe toàn diện và là phương pháp chữa bệnh rất cần thiết cho những người bị suy giảm chức năng vận động. Tuy ngành này ra đời muộn hơn các lĩnh vực y học khác, thế nhưng đang dần khẳng định được tầm quan trọng trong hệ thống y tế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành học này tại Trường Đại học Y tế Công cộng. Phòng thực tập của các sinh viên ngành kỹ thuật phục hồi chức năng cũng chính là nơi khám chữa bệnh của trường. Thu Bình đã có thời gian dài thực tập tại đây, cũng như ở các bệnh viện có liên kết với trường. Sau 4 năm học đầy đủ các lĩnh vực chuyên biệt gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu thì em đã quyết định sẽ học cao hơn về ngôn ngữ trị liệu, một lĩnh vực đang rất thiếu bác sĩ điều trị. Ngôn ngữ trị liệu thì nó có thể là góp phần cho các bạn trẻ con ấy ạ, bạn nhi bị có thể là bị chậm nói cũng như là bị các bạn trẻ bị tự kỷ hay là những bệnh nhân mà sau tai biến họ bị thất ngôn không thể nói được thì cái đấy nó sẽ là giúp cho bệnh nhân nói chuyện và họ sẽ không cảm thấy bí bách ạ. Nhân lực ngành phục hồi chức năng luôn là không đủ ở các cơ sở y tế, đó cũng là lý do mà hàng năm ngành học này của Trường Y tế Công cộng đều vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Vì vừa là nơi đào tạo, vừa là nơi khám chữa bệnh, nên chương trình học và cơ sở vật chất của ngành sẽ được chỉnh sửa và cập nhật 2 năm một lần dựa trên ý kiến của người học, của những người sử dụng lao động, cũng như của các chuyên gia. Trường chúng tôi cũng nhấn mạnh và sâu vào các cái kỹ năng mềm, cũng như là cái khả năng làm việc nhóm, cũng như là ở cái thế mạnh của Trường Đại học Y tế Công cộng đó là các cái nghiên cứu, thì các em sinh viên ở chuyên ngành phục hồi chức năng kỹ thuật phục hồi chức năng thì được tham gia nghiên cứu với lại các thầy cô cũng như là tham gia vào các dự án phục hồi chức năng. Em đi viện thì em thấy là hầu như máy mà bọn em được học ở trường là viện đều có đầy đủ hết ạ. Theo em nghĩ thì cơ hội việc làm của kỹ thuật viên phục hồi chức năng khá là nhiều ạ. Có thể làm ở các phòng khám, có thể làm ở các bệnh viện hoặc là các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người già. Vài năm trở lại đây, hệ thống y tế của các nước phát triển cũng thiếu hụt nguồn nhân lực phục hồi chức năng. Vì thế, để khuyến khích người học và mang lại cơ hội phát triển tối đa cho sinh viên, thì hàng năm nhà trường luôn có các quỹ học bổng, chương trình hợp tác quốc tế dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và học bổng đồng hành cùng sinh viên nghèo vượt khó.